Chào cả nhà, hôm nay là trưa thứ bảy, là birthday của bé Vivian, tròn 11 tuổi. Đây là bánh birthday cake của Vivian. Rồi, có chả giò chuối chiên nè cả nhà. Đây, marshmallow nè, nhúng với lại strawberry chocolate nè. Đây là strawberry, mấy cái đồ ăn là tráng miệng, trái cây. Rồi hôm nay mình có đặt một con heo quay to để ăn birthday cho Vivian, birthday 11 tuổi. Nguyên một con heo này cả nhà, nhìn hấp dẫn không? Đây, heo quay này mình sẽ ăn với lại bánh hỏi và bánh mì. Rồi cũng có cơm chiên thơm với tôm thịt của kiểu Thái nè ha, cơm chiên thơm á, pineapple, fried rice pineapple. Rồi gà hấp muối. Chả hoa tiễn nè. Tôm hoa tiễn với lại chả giò hoa tiễn. Rồi đây là gỏi. Gỏi tiếng vua, ngó sen, tôm thịt. Hấp dẫn không cả nhà? Rồi bây giờ mình sẽ quay quan cảnh cái birthday của Vivian nha. Đây, happy birthday con gái nè. Happy birthday Vivian. Vivian, happy birthday. Đứng lại con. Đây, đây là quan cảnh outside tổ chức birthday. Đây là bánh muffin top Vivian làm hồi tối nè. Cái này là ở nhà làm nha mọi người. Anh Hào với lại Vivian làm. Đây là đồ ăn bên ngoài cho tụi nhỏ nó ăn nè. Ở đây là mình có nấu một nồi chè đựng trong cái nồi ủ để giữ nóng nè. Rồi bên đây là nồi cà ri cũng bỏ trong cái nồi ủ để giữ nóng nè. Để mình mở ra. Anh Bình ơi, ra hép em này coi. Đây, chả giò, tôm hỏa tiễn, chả giò chuối cũng giống như trong nhà. Rồi hot dog. Rồi con nít thì mình có làm cái bagel pizza nữa. Mở cái cà ri. Đây, bagel pizza. Bên này cơm chiên Thái. Rồi cũng có gà hấp muối. Ha. Rồi ở đây là cà ri. Rồi cà ri thơm lựng nè. Sẽ ăn với bún và bánh mì. Đây. Decorate birthday ngay đây. Outside nha, bữa nay trời nóng. Đó, bạn bè của Vivian đã tới đông đủ. Rồi tụi con, self service nha. Over there. Ở đây còn có một số bánh ngọt với lại trái cây nữa nè. Ok. Hello. You guys on camera. I make YouTube. Hello. Here Vivian friend. Bạn của Vivian đây và bạn của Lilian nữa. Đây là birthday girl. Birthday girl. Đi, birthday girl. Okay. Vivian. I'll give it to Dylan. Hi. Birthday girl đó. Rồi đây là all friend. Kendra. Amanda. Hi Amanda. Lilian. Next to you. Say the name. Dylan. Dylan. And huh? Ruben. And Evelyn. Jacob. Ryan. No. I was Casey. But I was Casey. Yeah.
Caitlin. Oh, hi Caitlin. Okay, la. And say your name. Jocelyn. Johnny. And Kayla. You lay a little bit, huh? It's okay. Mấy đứa nhỏ vui quá. Happy birthday nè. Đang ăn tiệc. Go eat, huh? Yeah, over there. I thought you were hungry. Đây là để ăn tráng miệng nè. Kẹo bánh đủ thứ, trái cây, chip. Rồi mỗi đứa có một cái hát que trên đầu nè. Đây. Nè tụi con, Vi, Ly lên. Con cho bạn, mỗi đứa cái bạn con đeo lên. Boy là màu blue and green and for girl pink and red. You too, Ly lên. Cho bạn, chia bạn đây con. Yeah, wear and hair. I will take a picture, more beautiful picture. Okay, whatever you want, baby. Đây mình có thêm mấy cái đồ ăn tráng miệng nữa nè. Đẹp chưa? Cái này là strawberry mà nhúng với lại white chocolate với lại strawberry chocolate luôn nè. Rồi cái này là birthday cake của Vivian. Chút xíu nữa tụi nó ăn xong là sẽ cắt bánh birthday, hát birthday. Đây là tháp bánh muffin birthday. Decorate đẹp chưa? Trong nhà người lớn cũng ăn bít đê nha mọi người. Đây chú em ăn hơi bị nhiều. Ngon không chú Út? Mommy. Dưới đây nguyên tờ hộ khẩu. Nguyên tờ hộ khẩu gia đình của Hoàng Yến nè mọi người. Đây là anh hai chị hai. Hai cháu con của anh hai chị hai. Đây là hai vợ chồng Út Tôn, Thiên Tôn, Yến. Đầu và đuôi. Đằng kia em dâu và hai cháu, hai bé đang ngồi chơi kìa. Hi Evan, hi August. Hi August. Okay. You don't want to eat? Go eat something. Okay. Rồi, thêm một gia đình mới tới. Rồi bây giờ mình đi ra outside là cho coi tụi trẻ nó coi chơi jumper nè. Đây, jumper. Mấy đứa nhỏ ăn xong rồi bây giờ ra nhảy jumper nè. Exercise. Hai lên. Người đẹp tới. Đây cái bông mai trước nhà mình nè, tới giờ còn nở rực đẹp chưa mọi người. Mai dây của Nhật á. Rồi bên đây mình cũng có cây đào nữa nè. Đó đẹp chưa. Nở trễ. Tại vì năm nay tới sớm cho nên nở trễ nè. Đó đẹp không. Đây là cây đào. Đào mà đào long á, trên đầu trái á. Đào của Tề Thiên á, chứ không phải là anh đào. Nhưng mà rất là đẹp. Vivian đứng ở đây con. Vô đây chụp hình. Đẹp quá à. Hi birthday girl. Wedding mẹ, mẹ chụp hình.
Okay, time to cut bun birthday nha. Kaitlyn, go in there. I don't care. Yeah, you don't fit in there. Okay. You guys right by her. Bây giờ không cần đứng trên đâu, đứng dưới đi con. Cái bình nha quay em. Dạ, bây giờ là time to set bánh nha. Ủa, tụi con mấy cái mũ tụi con đâu hết rồi. Where your hat? Where your hat? Oh, your hat. Hả? Vivo. Right there, on the table. It's made in China. Where? China. Where? Tụi con đâu, where your hat? Phải sao? Evan and okay, ready? Ready. 1, 2, 3, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vivian. Happy birthday to you. Okay. We made up this thing. Yeah. And then I was like, it's not touching. Blow! Everybody blow! No, don't talk. Okay. Cắt bánh đi. Dao để lên mở ra để đâu anh? Give me one. Wait. Don't go yet. Did they cut the cake first? Don't wait. What is he singing? You're done. Yeah, you can take it off. We're done singing Happy Birthday. Can I take this off now? Yes. Yeah. I'm the birthday girl. Coronavirus. Right here. Let's cut the cake first and then before you go do anything else. Make a wish. Make a wish. Yeah, make a wish. Huh. You made a wish too. Yeah. Say hello. Okay. I don't want to eat. Wow, you have to give it to your friend, right? Rồi cô yến cắt cho bọn nó. Coronavirus. Coronavirus. No, no, it's made from New Zealand. No, no, it's made from New Zealand. I'm playing now. Yeah. Okay, rồi bây giờ đem mấy người lớn ăn. Get up! Yeah, I bought this like I have the boy. I'm fine. No. That's it, huh? Nah. Call her. I cannot no longer accept it. Give me some. V, where's the other knife to cut the cake? Where's it at? Okay. Eat some cakes first. Đưa bạn đi. Okay, go play then. Eat some cake. I don't want no, okay. Where's the
Bây giờ là các em sẽ đập kẹo nha. Piñata time. 1, 2, 3. Yeah. How many times? 3. Okay, next. I don't want to close my eyes. That's gonna be spooky. Spooky. You have to close your eyes. Turn around 3 times. 1, 2, 3. All right, you can hit. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! What if we break something? That's a problem. Lily, you can do it. I believe in you. Turn. 1, 2, 3. But I see you open, Lillian. 1, 2, 3. Okay, go. Behind you. Yeah. I wanna go to the bathroom. This is gonna be scary. What if we get the wrong way? 1, 2, 3. One more. Okay. 1, 2, 3. Time up. Normally this way. Oh yeah, we run the time slow. Okay, don't open the eye, okay? 1, 2, 3. Oh! Oh! Don't hit my flower. One more. Okay. What did I hit? You hit my orchid. 3. Okay. Okay, done. Oh, Kelly! No, the one that dropped. No. Are you okay? Alright, 1, 2, 3. You go ahead. You just because the coronavirus is over here. Harder. Okay, I'm asking him. Oh, yeah, okay. Okay. Right. Okay, done. Close your eyes, okay, Jacob? One more over there. Close eye and turn around. Remember when I called Spider? 3. 3. Get Jacob! One more. More. Okay. Anthony, close your eyes. Yanni! Yanni! Go online. Yanni, Anthony, how are you? Remember? He wasn't even close. Turn. 1, 2, 3. Hit! Because I need to get candy from Casey. Omar. Yeah! Oh, that's not yours, the one that dropped. Yeah! Go pick! Oh, yeah! No, there was a curly great glitch! No! A lot of candy! Yeah, Huglin! Pull it down, pull it down. Give me. Good job! Oh, sorry. Candy rain. Mommy, I don't have any more. Candy rain. This is mine. Just pick something you like, babe. Mà chừng nó đạp không được rồi, để nó tự lấy đi thôi. Oh yeah, it's not there. Here you go, baby. Don't step on. Victory is mine. You don't have bath? You don't have any bath? Ủa sao con không cho nó ở đó vậy? Oh, over there. One more. No, this one, hold it. You just say take some if you want.
Some more, some more, some more. Are you sure? Yeah. Okay, goodbye. Okay. My head! I don't know my name anymore! Your head! Ok, như vậy là xong rồi. Hết kẹo rồi. Everybody, are you happy? Not really. Why? You keep on hitting me in the head. Oh really, I'm sorry. Birthday girl. Birthday girl, are you happy? Maybe, yeah. Huh? Con. Look, smile. Rồi bây giờ là tiệc đã tàn và các em đã chơi đập kẹo và mỗi người lấy về được một bịch kẹo. Rồi bây giờ là tiệc birthday tới đây là chấm dứt. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.